Evening. Xin chào các bạn. Chào buổi tối cả nhà. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé. Vui vẻ bên gia đình, nếu ai mà đang ngồi một mình thì là vui vẻ với cuộc sống tự do của chính mình đúng không? Sau khi một thời gian khá là dài mà mình vì bận và không sắp xếp được lịch livestream hàng tuần, thì sau khi lập fanpage này và bắt đầu một thập kỷ mới đúng không, thì Trang đã lập cho mình một cái kế hoạch là sẽ chịu khó chia sẻ hơn về kiến thức học tiếng Anh và những kiến thức mà mình biết được để tới thật nhiều người. Vì có thể là các bạn đã biết rồi, có thể là các bạn chưa biết, mình hy vọng rằng mình có thể mang tới càng nhiều người càng tốt. Đấy là kế hoạch đầu tiên của năm mới mình. Còn những kế hoạch tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ và tiết lộ dần dần. Thì trong năm 2020 này thì mình có một vài kế hoạch khá là mình mong muốn thực hiện trong năm 2020 này. Thì hôm nay là livestream thứ hai của đầu năm 2020. Thì mình nghĩ rằng vào mỗi đầu năm mới, dịp đầu năm mới thì chúng ta thường có những bắt đầu nghĩ về những kế hoạch cho năm mới đúng không? Đa phần chúng ta sẽ bận rộn chuẩn bị cho đón Tết âm lịch này và ngồi thẫn thờ, ngồi nghĩ ngợi gì đó để nghĩ xem là năm vừa qua mình đã làm được cái gì và mình sẽ nên làm điều gì đó trong năm tiếp theo đúng không? Mình nghĩ là đây là cảm giác chung của tất cả chúng ta, thì cha cũng như vậy. Thì trước khi chuẩn bị mà bước sang một năm mới, ngày đầu tiên của năm mới, thì mình sẽ có một ngày nghỉ, thì mình sẽ dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình hoặc là một điều gì đó để nghỉ ngơi sau quãng thời gian một năm mình gọi là làm việc vất vả đúng không? Mình ngồi nhìn xem là mình đã đạt được những cái gì của năm đấy và mình đã đang làm dở dang những việc gì để đặt mục tiêu tiếp theo cho năm mới đúng không? Thì Trang nhớ lại là cách đây vào năm 2016 á, thì cách đây tầm hơn 3 năm, 3 năm, 4 năm thì cha cũng không hiểu lý do vì sao lúc đấy thì trong trong người mình cảm thấy là có một điều gì đó mà mình cảm thấy nó cảm thấy bức bách ở trong người, và mình quyết định rằng hình như là công việc hiện tại của mình nó đang có vấn đề gì đó mà mình cứ cảm thấy nó bị thiếu thiếu và nó bị bất an một cái gì đó. Thì cha ngồi nghĩ lại và cha quyết định rằng hình như là mình đang ở trong cái vùng an toàn của hắc của bản thân mình. Thế là Trang quyết định rằng bây giờ mình phải phải học học một cái gì đó, học về tiếng Anh. Thì Trang quyết định là học tiếng Anh, bởi vì tại thời điểm đấy của Trang thì xung quanh Trang xin chào bạn Kiên, welcome bạn Kiên nhá. Thì mình hôm nay thì mình chỉ chia sẻ với các bạn cái câu chuyện của mình là động lực động cơ nào mà mình lại quyết định quay trở lại để học tiếng Anh. Thì cái thời điểm đấy mình nghĩ rằng là nó cũng không phải là sớm mà cũng không phải là quá quá già để mình bắt đầu học một thứ mới, mà tự nhiên mình nhớ ra một câu hát của ca sĩ Liên Tiên đúng không? Câu hát đấy là gì, bài bài đấy Vì Tôi Còn Sống á, bài đấy là bao năm bon chen ngoài đời đúng không, soi gương nhìn mình vẫn thế. Thì tự nhiên mình thấy cái câu hát đấy hình như nó đúng với bản thân mình quá. Em chào anh. Em chào chủ salon Tường Nguyên, chào anh thưa ạ. Thì tự nhiên mình nhớ đến cái câu hát đấy thì mình thấy là hình như là mình đã làm việc ở ngoài kia 3 4 năm rồi, nhưng mà hình như là mình đang đang kiểu như là bị an phận quá với công việc hiện tại của mình. Công việc thì ngày ngày đi ra ngoài đường, đến đến công ty làm thì sau một một năm hoặc một vài tháng là mình đã quá quen với công việc đó rồi đúng không? Thì bỗng dưng đến giai đoạn 2 năm mà mình đã chung sống và làm việc với cái công việc đó, mình bắt đầu cảm thấy là mình bắt đầu không không cảm cảm thấy là công việc đó nó đang đang không còn gì để mình khám phá nữa. Thế là mình tự nhiên mình cảm thấy là mình cần phải thay đổi. Thế là mình bước ra khỏi cái vùng an toàn đấy. Đấy là cái lần đầu tiên mà mình bước bước khỏi cái vùng an toàn đấy, là mình chuyển việc sang một công ty mới. Chuyển việc sang một công ty mới. Thì tại thời điểm cái công ty đầu tiên mình làm mình đã gắn bó 3 năm, thì tại thời điểm đấy thì môi trường đấy theo mình thì khá là vui vẻ, khá là vui vẻ, có rất là nhiều nhiều người tốt, mọi người xung quanh luôn giúp đỡ mình, tạo điều kiện cho mình học, tạo điều kiện cho mình làm việc,
một cách tốt nhất. Nhưng mà mình cũng không hiểu tại sao có lẽ ở đâu đó trong con người mình cảm thấy là cái môi trường đấy nó đã đến lúc mình cần phải ra đi rồi thì nó an toàn quá so với mình. Đó mình nhớ nhớ lại cái thời điểm đầu tiên mình thấy là cái vùng đấy nó an toàn quá so với mình, thì mình thấy rằng đó không phải là riêng cảm giác gì của mình đâu, mà đa phần nhiều người đang bị dính, bạn bị ở lâu trong một chỗ xong rồi bạn khó khó có thể bước ra ngoài, tức là mình ở lâu trong cái vỏ bọc đấy của mình, cái vùng đấy nó quá an toàn cho mình và mình ngại bước ra ngoài. Nhưng rất may là Trang đến đến tận thời điểm bây giờ, khi mà Trang có hai quyết định chuyển, tại thời điểm đấy là mình chuyển việc, chuyển công ty và quyết định đối với học tiếng Anh, thì Trang thấy là mình rất may mắn, là không hiểu vì sao mình lại có được cái quyết định là may mắn như vậy. Mình thấy là mình quyết định đúng đắn. Quay trở lại với việc học tiếng Anh thì đến công ty thứ hai thì mình làm ở công ty đấy nó cũng có môi trường một chút là sử dụng tiếng Anh, nhưng mà mình cảm thấy là nó chưa đã, tức là chưa đã là như thế nào, thì thứ nhất là do bản thân mình bị động, mình mải làm công việc chuyên môn quá mà mình lại không mình giai đoạn đầu mình chuyển vào đấy mình mải làm công việc chuyên môn, mình không tập trung vào việc học tiếng Anh ấy. Mình không tập trung vào việc học tiếng Anh, mà thời điểm đấy bạn hình dung là cách đây ba bốn năm rồi, cách đây chục năm người ta đã đề cao tiếng Anh, không thì cách đây ba bốn năm thì đó cũng là chuyện quá bình thường rồi đúng không, mà chỉ là gọi là người nào cố tình không nhìn ra điều đó thì mới mới bỏ qua nó thôi, hoặc là đang bị gọi là an phận thủ thường quá đấy, mình nghĩ là đấy, hoặc là lười quá không bước ra khỏi đấy, thì mà không xác định cho mình học thêm một một thứ ngoại ngữ gì đó, hoặc là một gọi là nếu như bạn không học về ngoại ngữ thì bạn phải nâng cao chuyên môn của bạn lên ở cái gọi là gần như là bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nhưng thực ra mình thấy là cái chuyên môn của mình là tiếng, xin chia sẻ với các bạn thì chuyên môn của mình thì mình làm kế toán, nhưng mà thực ra thì mình có thể làm được công việc đấy, nhưng mà bản thân của mình không thích công việc đó, mình không thích công việc đó, nên là mình có đặt cho mình một cái lộ trình học là mình cần phải học tăng chuyên môn rồi mình phải học lên là kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, nhưng bởi vì bản thân mình thấy là hình như nó không phải là cái sở thích của mình, nên là mình cứ lùng bùng mãi ở trong cái đó. Và rất là may là mình quyết định mình học tiếng Anh, thì cái thời điểm mà bạn hình dung là mình quyết định việc học tiếng Anh thì lúc đấy mình cũng ra trường được tầm 4 năm, mà ba bốn ba ba năm hơn 3 năm, hơn 3 năm rồi. Bạn hình dung ra là cái thời điểm đấy thì mình cảm thấy là hình như là mình bị kém cỏi so với các bạn cùng trang lứa với mình, và mình quyết định học tiếng Anh bởi vì mình thấy là các bạn ấy tự tin nói chuyện với người nước ngoài này, đồng nghiệp của mình cũng có một hai bạn bạn ấy thua tuổi mình nhưng bạn ấy rất là tự tin giao tiếp với người nước ngoài để nói chuyện, trong khi đó thì mình chỉ ngồi mình wow chào say hello goodbye và thế thôi, thì mình tự nhiên mình cảm thấy bị tự ti, mình bảo mình không thể như thế này được, mình như thế này thì mình sẽ bị lạc hậu, mình sẽ bị tụt lùi sau các bạn đấy, xong rồi mình cứ ngồi ở vị trí như thế này sao, công việc của mình cứ nhàm chán cứ buồn như thế này hay sao. Bởi vì bản thân mình là một người thì theo như mọi người nói thì là năng động và nói nhiều, và có lẽ là đúng, bởi vì nếu như mình để mình ngồi một chỗ và chỉ ngồi ôm máy tính và làm việc với đống số lượng giấy tờ không cho mình nói thì thực ra là khả năng là mình sẽ bị tỷ lệ cao là bị tự kỷ, sẽ bị tự kỷ như vậy, nên là mình đã quyết định phải thay đổi mình thôi. Thì cái thời điểm đấy thì thực ra là mọi người hình dung là cái bằng TOEIC của chúng ta là để làm cho cái CV của bạn đẹp lên rất là nhiều, làm cho CV của mình đẹp lên rất là nhiều, thì đúng thời điểm đấy mình quyết định đầu tiên của mình là mình đi học TOEIC chứ không phải học tiếng Anh giao tiếp, bởi vì mình nghĩ rằng cái TOEIC nó giúp cho mình có một cái cơ hội mình có thể bước được một bước chân vào cái gọi là những công ty mà nó đang yêu cầu tiếng Anh, thì nếu như hồ sơ của mình có cái bằng TOEIC ít nhất là 450 đi, best là 450 thì mình đã có cơ hội để được vào đấy để lựa chọn để phỏng vấn đúng không? Trong đầu mình lúc đấy mình nghĩ là như vậy. Thì mình cũng tìm ở trên mạng các tài liệu TOEIC, các tài liệu TOEIC, xong mình rủ bạn mình lúc đầu là mình rủ rủ các bạn mình nhá cùng ôn thi TOEIC. Sau đó tìm một hồi thì mình có tìm thấy trung tâm của anh
Long Châu X ở gần Đại học Thương mại ấy, vì mình học Đại học Thương mại, gần Đại học Thương mại ấy, thì cũng đã tìm hiểu rồi, thì tao cũng có nghe chia sẻ của các bạn đã học ở đấy, thì nói rằng học thú vị phải cày đề kinh lắm, luyện thích trích các thú, lại tập trung một ngày bao nhiêu tiếng như thế nào đó, nếu như một ngày này thì mày có học được cái không, bởi vì hầu như đến lớp sẽ là luyện đề, về nhà cũng luyện đề. Thì mình đầu tiên trước khi đi học thì mình tự học ở nhà, mình thử tự học ở nhà trước, thì mình có thử học đâu đến một vài buổi tự học ở nhà. Sau đó thì mình thấy là cái khối lượng mà mình tự học ở nhà, từ vựng này, kiến thức ngữ pháp này khá là nhiều, khá là nặng, bởi vì mình cũng chia sẻ với các bạn là chắc chắn là các bạn khá là nhiều các bạn giống như mình đúng không, bởi vì khi mà mình học ở trong phổ thông hoặc cấp 2 phổ thông rồi lên đại học thì mình cũng đã học tiếng Anh, có học tiếng Anh song song rồi đúng không, mình học tiếng Anh rồi. Nhưng mà ngay từ cái thời điểm đấy học thì mình thấy rằng mình có tiếp thu được, nhưng mà cái tiếp thu ở trên lớp mình nghe rất là ok, nhưng về nhà mình lại nói chung là vào tay này và ra tay kia ấy. Và bởi vì kiến thức từ vựng của mình học ở nhà trường chép ra xong học thuộc, xong rồi không có kỹ năng gì kèm theo để ứng dụng, gọi là từ vựng ứng dụng thực tế đấy, thế xong rồi mình cứ học được một ngày 2 ngày thì mình quên, đến trôi đi đến học kỳ là mình không còn nhớ cái gì nữa, không nhớ cái gì nữa. Ngữ pháp thì mình cũng chỉ nhớ được một vài thì rất là cơ căn bản, mà nó theo mình đến tận bây giờ, nó theo mình đến tận bây giờ. Cũng may mắn là mình không bị mất hết hẳn cái phần ngữ pháp đấy, nhờ ngữ pháp lòng vòng dây điện mà nó không có tính ứng dụng thì mình bị quên sạch luôn. Mà thi Châu X thì cái phần ngữ pháp của nó không đơn giản như là chỉ thì tiếng thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn, hoặc thì đơn giản để sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp là như vậy. Nên là mình bắt đầu mình nghĩ rằng mình sẽ không thể tự học được, chắc là mình phải đến trung tâm thôi. Thì rất là tình cờ các bạn ạ, rất là tình cờ nhá. Thì đúng cái lúc mà mình không hiểu sao lại mình tình cờ mình lại gặp được cái cơ duyên cái đến đến với giáo viên mà dạy mình học tiếng Anh ấy, và mình quyết định quay sang từ học Châu Ý sang học tiếng Anh giao tiếp. Thì cũng là do một người bạn mình chia sẻ thôi, chia sẻ cho một người bạn của mình ở trên Facebook. Cái thời điểm đó thì Facebook cũng bắt đầu quá độ lên rồi, thì các kênh thông tin các thứ được chia sẻ rất là nhiều. Thì chị đấy thì chị chia sẻ về việc là hướng dẫn người mất gốc học tiếng Anh, người hướng dẫn người mất gốc học tiếng Anh giao tiếp, học tiếng Anh giao tiếp chính thức là học tiếng Anh giao tiếp. Thì đầu tiên thì mình chưa học ngay đâu, mà mình chỉ nghe những bài chia sẻ của chị ấy, là bởi vì các bạn hình dung ra là chị ấy thì không phải là một giáo viên trường ngoại ngữ hay là chuyên Anh, hay là nói chung là chuyên về việc học tiếng Anh, nhưng mà những bài chị ấy viết thì mình thấy rất là thấm, bởi vì cái điều chị ấy nói thì đúng là cái điều trước đây mình gặp phải, là như nào tình trạng của bạn học tiếng Anh trước đây, là bạn học tiếng Anh bằng cái gì, bạn học bằng việc viết lách này, bạn học bằng việc nghe cô giáo nói này, xong bạn học bằng việc đọc đúng không, chứ bạn thực ra tiếng Anh chỉ là một công cụ để chúng ta giao tiếp. Tiếng Anh và tiếng Việt nó giống nhau, nói chung nó là công cụ để chúng ta giao tiếp đúng không, chắc chắn nó là công cụ để chúng ta giao tiếp rồi. Vậy thì các bạn mà học tiếng Anh để làm công cụ giao tiếp mà bạn cứ ngồi xong bạn viết lách xong rồi bạn không nói được ra, nên trong khi mà bạn giao tiếp với người khác thì bạn chỉ giao tiếp bằng thư tay à, chỉ giao tiếp bằng thư tay à đúng không? Vậy thì cái mấu chốt của vấn đề ở đây là bạn cần phải có thể giao tiếp được với người khác bằng cái ngôn ngữ mà bạn học, chứ không phải là bạn chỉ ngồi đọc xong bạn viết. Như thế thì bạn nghĩ xem cái hiệu quả của giao tiếp nó có nhanh hay không, nó có tốt hay không, chắc chắn là không rồi đúng không? Đó, thì đọc một vài bài tương tự như vậy thôi thì mình mới bắt đầu hiểu dần ra là cái phương pháp học tiếng Anh kia và cái việc học tiếng Anh Châu Ích nó không hợp với mình, nó không hợp với mình, thực ra là không hợp với mình, chính xác là như vậy. Bởi vì mình là người có thể học qua việc nghe và việc được nói thì giúp mình tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất, nó giúp mình tiếp thu một kiến thức một cách nhanh nhất. Giúp mình tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất. Thế là mình chuyển sang mình quyết định mình học tiếng Anh giao tiếp cùng với chị đấy. Thì cái thời các bạn mình bây giờ mình kể cho các bạn là cái hành trình của mình học tiếng Anh giao tiếp nó như thế nào nhá. Nó mình nghĩ rằng mình là một người khi mình quyết định học, mình nghĩ rằng khi mình quyết định học tiếng Anh đó thì cái điều quan trọng nhất để mình có thể đạt được mục tiêu đó là mình có một mục tiêu rõ ràng trong việc học tiếng Anh.
Vậy thì mình từ ngay từ chính bản thân mình khuyên các bạn rằng nếu mà bạn đã quyết định làm một việc gì đó nói chung và học tiếng Anh thì bạn cần đặt mục tiêu cho mình rõ ràng cụ thể ra thời lượng là bao lâu, kết quả đạt được là như thế nào thì bạn mới có thể đạt được cái kết quả đó. Mình chia sẻ một cách chân thành là như vậy, bởi vì trước khi mình được bắt tay vào việc học thì chị ấy yêu cầu mình là cam kết một ngày mình có thể dành được bao nhiêu tiếng để học tiếng Anh để chị ấy có thể xây lộ trình cho mình học. Và một ngày và mình có thể muốn đạt đến cái trình độ nào đối với học tiếng Anh giao tiếp thì mình nói là bây giờ em muốn học tiếng Anh để em có thể đi phỏng vấn và xin việc chuyển công ty, em thoát khỏi công ty kia, em muốn làm trong công ty gọi là có dính dáng tiếng nước ngoài, trong đó em có thể sử dụng tiếng Anh, thế thôi, được không ạ? Thì chị bảo là ok, ta biết được mục tiêu của mày là như vậy, được, vậy bây giờ một ngày mày có thể dành được bao nhiêu thời gian để mày học tiếng Anh? Thì mình ít nhất mình có thể học được 2 tiếng một ngày. Mình bảo em có thể học ít nhất 2 tiếng một ngày. Và bây giờ mày có đẩy nó lên thành 3 tiếng không? Thế mình ngồi mình sắp xếp lại bảo bây giờ người yêu không có chó không nuôi đúng không? Thế thì một 3 tiếng có thể buổi tối 2 tiếng, buổi sáng 1 tiếng thành 3 tiếng. Thế là mình đó, mình bảo thế mày có cam kết làm được không? Mất tiền rồi thì phải cam kết thì phải làm thôi. Đó, đó mục tiêu của tôi. Bạn thấy là tiếp nữa là chị hỏi là bây giờ sau khi học tiếng Anh với tao thì mày muốn sau bao lâu thì mày có thể chuyển việc, thì tôi bảo là nửa năm. Ok, vậy là có lộ trình của tôi là học với chị nửa năm, sau đó sau khi kết thúc cuộc học chị sẽ hướng dẫn cho tôi cách viết CV rồi các thứ để tôi chuẩn bị bước vào gọi là cuộc chiến đi phỏng vấn. Cuộc chiến đi phỏng vấn thì có thể là nếu hôm nay còn nhiều thời gian thì mình sẽ kể tiếp, còn không thì để hôm sau mình sẽ kể. Thế bây giờ mình kể là đó, điều thứ nhất là các bạn xác định được rõ mục tiêu của bạn đối với học tiếng Anh nhá. Bất kể việc gì bạn có mục tiêu là bạn cần phải đạt được là như vậy đúng không? Đạt được mục tiêu bởi vì nó phải có mục tiêu rõ ràng thì bạn mới cần xây dựng được cái kế hoạch cho việc học tiếng Anh của mình là như thế nào. Bạn hình dung ra này, tôi kế hoạch của chị ấy xây dựng lộ trình cho tôi là học 6 tháng cùng chị ấy từ một người mất gốc để có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh để tôi có thể đi xin việc được đúng không? Tôi có thể viết được CV của tôi để tôi đi xin việc và có thể sử dụng được trong cái công việc mà tôi muốn xin đấy đúng không? Đó, và thế thì chị ấy yêu cầu tôi một ngày tôi phải học 3 tiếng. Tôi phải học được 3 tiếng và một tuần thì tôi sẽ học cùng chị 3 buổi. Thì cái lộ trình học của tôi là tôi học trong vòng 6 tháng. Một tuần tôi học trực tiếp cùng một tuần tôi học chính thức gọi là cùng với giáo viên trực tiếp ạ. 3 buổi. Và đây tôi học trực tiếp 3 buổi. Buổi sáng thì có thể là nếu mà trời mưa thì học qua Skype. Còn bây giờ thì hiện đại hơn thì chúng ta không phải học qua Skype nữa, có rất nhiều kênh để chúng ta có thể học mà chất lượng tốt hơn. Và có nếu như mà trời không mưa thì tôi và chị ấy cùng nhau đi ra công viên thống nhất học ở môi trường bên ngoài, tức là vừa tập thể dục mà vừa học tiếng Anh cùng với nhau. Thì tại sao chị lại chọn là việc tập thể dục mà học cùng với nhau chứ không phải là đến quán cà phê ngồi học với nhau? Thì tôi sẽ phân tích cho các bạn là như thế này nhé. Khi các bạn học tiếng Anh giao tiếp thì cái việc nói nó cần cái khí rất là nhiều, cần sức khỏe, cần khí của các bạn. Nếu như mà chúng ta ngồi như thế này này, tôi đang ngồi với các bạn để tôi nói và livestream như này, thì cái phần năng lượng của tôi mà tôi ở dạo này sức khỏe cũng hơi yếu một chút thì tôi nói một lúc thì sẽ bị hụt hơi, sẽ bị yếu, sẽ bị mệt. Và đặc biệt là giai đoạn đầu mà bạn học về phần bắt đầu học về phần phát âm và bắt đầu học về phần nói á, luyện nói mà bạn ngồi nói thì bạn chỉ một lúc bạn sẽ rát cổ này, bạn sẽ mỏi hết cả cơ hàm này này. Nếu như mà 1 2 năm trước đây mà để tôi ngồi nói thế này chắc một lúc sau rồi, cái hàm sẽ chẹo luôn. Nhưng mà thời gian này trong 1 năm vừa rồi mình luyện nói rất là nhiều và trải qua mấy năm liền mình học tiếng Anh thì cái cơ miệng của mình nó cũng dẻo hơn, nó cũng giúp cho việc mình ngồi nói như thế này rất là nhiều. Nên là chị lựa chọn là việc học ở ngoài ngoài môi trường, vừa chạy bộ vừa đi bộ và vừa nói với nhau thì nó giúp cái phần khí của tôi và giúp phần khí của mình nó được cải thiện lên rất là nhiều. Bởi vì bạn hình dung ra này, đa phần những bạn mà chưa được học
tiếp xúc với phần phát âm mà bẩm sinh cái phần không luyện tập thể dục ấy, cái phần hơi mà yếu ấy, thì luyện phần phát âm sẽ rất là mệt. Bởi vì bản thân tôi hướng dẫn khá nhiều bạn như vậy, vì phần cái cột hơi của bạn yếu nên là vừa phải học tiếng Anh thì bạn phải vừa học luyện hơi làm sao để cho bạn có được khỏe để chúng ta có thể, bởi vì cái phần hơi này nó quyết định cho bạn nói tiếng Anh có được lâu hay không, có được liền mạch hay không, và quyết định bạn có thể nói hay hay không là do cái phần hơi này. Do cái phần hơi này, ngay cả khi trong tiếng Việt bạn hình dung là những người nào hơi khỏe có thể nói một câu dài ngân lên ngân xuống thì người ta sẽ nói sao nhỉ, có ngữ điệu nó trầm bổng và có điểm nhấn hơn đúng không, hơn là những người ngay cả khi nói tiếng Việt mà hơi yếu quá cứ chèo chà đúng không, cứ chèo chà như vậy. Và những người mà nói nó gọi là sức mạnh của tiếng nói thì nó lại khác, thì trong tiếng Anh thì cái phần này nó còn quyết định rõ ràng mà nó quyết định tỷ lệ phần trăm, nó quyết định còn nhiều hơn là tiếng Việt cơ các bạn ạ, nhiều hơn là tiếng Việt. Thì tiếng tiếng Anh thì nó nói cái cột hơi của nó không nói ở ngoài ngành cửa miệng đâu, mà lấy từ bụng các bạn để lấy lên, lấy từ bụng các bạn lấy lên đó đó. Tôi chia sẻ một chút về cái việc học phát âm như vậy thôi. Còn khi mà đó là quá trình lộ trình học của tôi học cùng với chị như vậy, thì đầu tiên là tôi phải học phát âm trước các bạn ạ. Thì tôi học phát âm thì chỉ tập trung về 44 âm thì chắc là tập trung 2 tuần để học học vào cái âm đó. Sau đó thì tiếp tục vào phần luyện nói, tiếp vào phần tiếp tục luyện nói luyện nghe trong vòng 1 tháng. Thì trong vòng 1 tháng, sau 1 tháng đấy thì bắt đầu chị giáo viên của tôi dẫn tôi đi câu lạc bộ tiếng Anh. Thì dẫn tôi đi câu lạc bộ tiếng Anh thì bạn hình dung ra này, mình là đứa sống trong cái vùng an toàn, có đi ra ngoài ở đâu là nhiều người nói tiếng Anh như vậy đâu đúng không, để tiếp xúc với môi trường như vậy, ở nhà luyện nghe băng đài thì nó cũng ở trong cái môi trường mình ngồi nghe cái thằng Tây nó nói thôi, chứ mình có đối diện mặt với nó đâu đúng không, nên là chả biết tâm lý như thế nào, ở nhà nghe xong rồi chép, xong rồi nghe xong rồi chép, thế thôi, nó không hòa mình vào cái môi trường bên ngoài. Nên đi ra bên ngoài mình gần như là cảm thấy là ôi trời ơi, tụi nó đang nói cái qué như vậy đúng không, ở ngoài kia bọn bọn đấy nó đang nói cái qué gì vậy, thì mình mới thấy là ôi cuộc sống của mình trước đây hình như mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để ở trong cái hộp mấy bức tường. Lúc đấy mình nghĩ là như vậy, tại sao mình để một thời gian lâu dài như vậy mình lãng phí đúng không, nhưng mà không sao cả, bởi vì mình đã có một quyết định đúng đắn để mình bắt đầu đi, gọi là mình bắt đầu bước đi những bước đi đầu tiên, những thứ mà trước đây mình không dám làm mà mình nghĩ là mình không thể làm đấy, mình nghĩ là như vậy. Và cái buổi đầu tiên thì các bạn hình dung ra này, hình dung ra là lần đầu tiên Trang đến, Trang ngồi câu lạc bộ tiếng Anh, ở đấy thì hầu như là các bạn trẻ, các bạn sinh viên thôi, ít tuổi hơn Trang khá là nhiều, chỉ một vài người là bằng tuổi hoặc hơn tuổi thôi, còn đa phần họ là ít tuổi hơn và lứa tuổi sinh viên rất là nhiều. Mà nghe các bạn nói tiếng Anh nghe sướng lắm, mà khi mà Trang bị, tức là mình bị nghe một cái người nào nói tiếng Anh hay quá, mình bị khớp các bạn ạ, mình bị khớp. Khớp là tức là mình không tập trung vào cái nội dung người ta nói nữa, mình tập trung vào cái âm thanh, mình tập trung vào cái âm thanh xem là nó đang nói cái gì đấy, mình tập trung vào cái âm thanh là nó đang nói cái gì đó, thế là mình bị trôi luôn, là mình không hiểu lần đầu tiên nói cái gì, là mình chỉ tập trung vào âm thanh. Ồ sao giọng nó hay thế nhỉ, đến bao giờ mình mới có thể luyện được cái giọng nó như vậy, đến bao giờ mình có thể luyện được giọng như vậy. Trong đầu mình nghĩ như vậy và mình không nghe được cái gì và mình chỉ cười thôi. Thì chủ yếu là 1 2 buổi đầu, 1 2 3 4 buổi đầu là mình đến, là mình để thực ra là đến đấy là mình để nghe và xem là cái cách người ta nói chuyện ở ngoài như thế nào, cái câu như này ở ngoài người ta chào như thế nào, ở trong video, trong băng, trong bài thì người ta chỉ là có rất nhiều là cách chào, set up các thứ rồi, nó không có tiếng hồ ồn, nó có thể chỉ là chào hello, hi, how are you, nhưng mà đi ra ngoài thì có rất là chào what's up, how's it going, what's up, how's it going, rất rất nhiều cách chào thân mật ruồng rã, bởi vì những người ở câu lạc bộ thì người ta rất là quen quen nhau rồi, người ta không chào hello afternoon, hello afternoon evening, không không chào được kiểu đấy nữa, mà chào được kiểu rất là khác. Thế là mình học được cái cách nó chào thôi, thế là mình học được cách nó chào thôi. Đầu tiên mình đến thì có một đứa nó bà nó chào mình hello, xong rồi
Xong rồi mình ngồi please down, thế mình học được. Xong rồi mình ngồi rồi, xong có một thằng khác đến sau mình thì nó lại nói là can I sit here, thì mình lại học đứa kia nó sit down please. Đó, thì mình cứ học dần học dần học dần. Và ở những cái đấy thì trong quá trình học ở nhà thì mình học học vào bài 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 tập thì đã được set up và đã được học rồi, nhưng mà đi ra ngoài thì mình gọi là mình được sử dụng nó, mình được hành nó, mình được trực tiếp gọi là sử dụng nói nó ra, thì tự nhiên mà nó auto nhớ thôi, tự nhiên là nó auto nhớ thôi. Thì ở trong câu lạc bộ tiếng Anh thì mình có nói thêm một điều là ở câu lạc bộ tiếng Anh thì cái môi trường ở đấy rất là ồn nha các bạn, bởi vì tranh nhau nói mà, người này nói người kia nói, chỗ này nói chỗ kia nói tiếng Anh, có chỗ thì nói tiếng Việt. Đấy, có 10 bạn bạn nào mà lần đầu tiên mà không để tâm lý vững ấy, xong đến đấy khóc không hiểu cái gì, lần sau trốn luôn không đi nữa. Nhưng mình được cái mặt dày và mình bị giáo viên thúc thúc đi, thế là mình đến một lần sau rồi lần sau cứ đến học tầm 1 tiếng, hai chị em lại dắt nhau ra câu lạc bộ tiếng Anh. Hồi đấy thì mình đến câu lạc bộ tiếng Anh ở chỗ gần đại học Bách Khoa ấy, thì mình học trên phố Bảo, Tạ Quang Bửu Bửu hay cái gì đó mình không nhớ lắm. Vẫn là câu lạc bộ CS mà mình vẫn theo mấy năm liền, đến bây giờ mình vẫn theo thôi. Câu lạc bộ CS này thì mình khá khá nhắc lại đến nhiều lần rồi, Couchsurfing đúng không? Couchsurfing, cái cộng đồng này nói tiếng Anh, các bạn, cộng đồng này rất rất là vui. Đấy, bạn nào muốn muốn đi thì hãy search trên mạng, hoặc là lát mình sẽ gửi đường link vào trong dưới phần livestream này để cho các bạn có thể follow, like cái cộng đồng đó để các bạn có thể theo dõi cái lịch trình của nó. Nhưng mà đấy, mình chia sẻ rằng nếu như bạn không không để cái tâm lý mình vững nhá, lần đầu tiên mà bạn đến câu lạc bộ tiếng Anh bạn không hiểu được cái gì, bạn không nói được cái gì, xong rồi bạn tụt cảm xúc rồi bạn không về nhà nữa, xong rồi bạn về nhà bạn lại ngồi dằn vặt bản thân rằng sao học mãi mà không không tiến bộ, sao xong rồi bạn lại ngồi giam trong nhà, bạn ngồi nghe video, bạn ngồi bên nghe video mà bạn không thực hành đối với một người người đặc biệt thật đấy, thì bạn lại tiếp tục đi theo cái lối mòn ngày xưa. Mình nói thật là các bạn lại tiếp tục đi theo cái lối mòn ngày xưa, thì bởi vì đây chính là cái mình đây là kinh nghiệm của bản thân mình và mình chứng kiến những người khác đã từng như vậy, nên mình muốn chia sẻ với các bạn là đi câu lạc bộ thì bạn lấy hai hai cái tinh thần. Một là các bạn được học được ở đấy là bạn thấy nhục mà về nhà mình học, mình lao đầu vào mình học để lần sau đến đấy mà nói chuyện với tụi nó cho nó sướng mồm, có môi trường thực hiện, có môi trường để mình thực hành. Còn nếu như mà bạn bị tụt cảm xúc rồi bạn không đến đó lần nữa thì và bạn cứ ngồi nhà bạn luyện thì có bạn sẽ vẫn tiến bộ, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ rất là lâu, và cứ ngồi ở nhà thì cái cảm xúc của bạn nó sẽ bị tụt hoài tụt mãi thôi nhá, nó sẽ bị tụt hoài tụt mãi thôi. Lợi ích của đi câu lạc bộ tiếng Anh thì mình cũng nói không phải là một hai lần đâu, mình nói khá là nhiều rồi, hôm nay mình chỉ nói qua như vậy thôi. Thì quá trình đó mình đi câu lạc bộ tiếng Anh thì nó giúp cho mình này, thứ nhất là mình có thể lắng nghe được tốt hơn, bởi vì ở đấy thì có người nói tốt, có người nói dở, có người nói như mình, có người không nói gì, thì mình học được từ những người nói hay hơn, nói tốt hơn, nói giỏi hơn là cái cách người ta nói, người ta nhấn nhá như thế nào. Từ cái mình lại có khả năng ngại thì mình có thể học được cái cách mà thành kia nói hay thế nhỉ, cái từ này nó nhấn như nào, nó ngá như thế nào, các mình bị ám ảnh cái kiểu mà nó nói, xong rồi mình nhà về nhà mình cũng nhại theo thì mình cũng được. Ok, đó là cách rất hay nếu bạn nào có khả năng ngại nhá. Và mình lại học được khá nhiều giọng giọng ông này ở đâu nói nhỉ, giọng thằng kia hình như nói ngọng vẫn nói tiếng Anh, xong giọng thằng này giống anh, giọng thằng kia giống anh Mỹ, xong thi thoảng gặp cả người nước ngoài nữa. Ở nước ngoài thì có người Thái Lan, có người Singapore, có người Trung Quốc, rất là nhiều người đấy, thì nó khác hẳn so với băng đài mình học ở nhà thì chỉ có một giọng, chỉ có một giọng anh hoặc anh Mỹ mà thôi đấy, hoặc là chỉ có một vài người người ta thiết kế trong cái khóa học đấy mà thôi đó. Nên là đi ra ngoài các bạn có khả năng luyện cái kỹ năng nghe, listening skill đúng không, kỹ năng nghe của bạn được thay đổi, được cải thiện, bởi vì bạn được nghe nhiều giọng, bạn được nghe nhiều giọng và cái môi trường ngoài đấy nó ồn lắm, nó ồn lắm. Nếu như bạn không tập trung thì bạn sẽ bị trở thành người ngoài cuộc, bị kick ra ngoài, bạn bị đá ra ngoài luôn, trở thành người ngoài cuộc vậy thôi à, trở thành người ngoài cuộc. Thì trải qua mình nghĩ là mình tập trung thời gian là tầm 3 tiếng, cũng khoảng trung bình có 3 tiếng một ngày ấy, thì sau 4 tháng thì mình cảm thấy mình nó thoải mái hơn.
mình cảm thấy mình nói thoải mái hơn. Và đi câu lạc bộ được cái là rất là vui, bởi vì cả một tuần mình làm việc giờ đúng không, một ngày một tuần thời gian đấy thì một tuần mình đi khá là đều đặn, một tuần một buổi đi câu lạc bộ tiếng Anh, và hàng ngày thì mình luyện nói tiếng Anh với chị giáo tiếng Anh của mình, chị giáo của mình nữa đúng không. Đấy thì hàng ngày mình như thế đó, cái thời gian mình luyện nói cũng khá là nhiều, nên là cái phần kỹ năng nói của mình cảm thấy là nó cải thiện lên rất là nhiều, cải thiện lên rất là nhiều. Sau 4 tháng thì mình cảm thấy nó thoải mái hơn, những chủ đề giao tiếp hàng ngày thoải mái hơn. Những chủ đề giao tiếp hàng ngày thì cái đầu tiên mình phá bỏ được cái việc mình sợ không dám nói vì sợ sai chứ, thì mình đã phá bỏ được cái đấy rồi. Mình khi mà mình quay video và mình và đi ra ngoài mình nói chuyện với các bạn, mình thấy người khác đánh giá là mày học tiếng Anh bao lâu rồi, sao mày nói cũng có vẻ hay mà nhấn nhá các thứ đấy, thì lúc đó cảm xúc của mình bắt đầu đi lên đúng không. Thì mình thấy là cái thời gian mình cố gắng cho việc đầu tư cho việc học tiếng Anh là đã có kết quả, và mình tiếp tục đi tiếp 2 tháng nữa thì rất may mắn, thì bởi vì là gặp được thầy được thợ đúng không, gặp được thầy được thợ, và thế là mình kết thúc khóa học thì mình cũng chia tay công ty thứ hai và chuyển sang công ty tiếp theo. Chuyển sang công ty tiếp theo thì đúng như là một môi trường, mình nói rằng ở môi trường nước ngoài có được sử dụng tiếng Anh thật nhưng mà không sử dụng nhiều, cái phần trăm của nó sử dụng rất là ít, bởi vì chỉ có một vài vị trí mà sử dụng nhiều tiếng Anh đến mức mà như bạn nghĩ thôi. Vì công ty của mình thì thực ra thì nó cái tính chất công việc nó cũng một số vị trí nó không yêu cầu bạn phải sử dụng quá là nhiều, nhưng mà thời gian đấy thì mình bắt đầu chuyển việc thì bắt đầu bận, bởi vì mình phải, thì ở đây mình có lời khuyên với bạn nào nhá, nếu như bạn đang muốn tập trung vào một công việc mới này, một kiến thức mới, một một việc học hành mới của bạn, thì bạn tốt nhất là bạn đừng nên chuyển việc của bạn sang một vị trí khác nó bận quá. Bởi vì bạn hình dung là nếu bận quá thì mà bạn vừa phải chạy công việc và vừa chạy một cái thứ mới là bạn sẽ không tập trung giống như Trang. Nếu tại thời điểm đấy Trang mà chuyển sang một công ty mới, xong rồi Trang mới học tiếng Anh thì Trang bận chết luôn, Trang không có thời gian để tập trung vào tiếng Anh thành 3 tiếng như cái công ty cũ ngày xưa Trang đã làm rất là quen việc rồi, mà Trang không phải đau đầu vì công việc đó, mà vẫn có thể ở công ty giờ nghỉ trưa hoặc là giờ chưa bắt đầu giờ làm việc vẫn có thể ngồi nghe tiếng Anh được như vậy. Nhưng mà khi mà bạn chuyển một công ty mới á, bạn phải học những thứ mới từ đầu và quen môi trường mới, bạn sẽ mất mất rất nhiều thời gian vào việc đó, thì bạn sẽ khó có thể thời gian tập trung để bạn học học hoặc bạn dành cho cái mục tiêu mới của mình hoặc cho cái việc học tiếng Anh đi nhá. Thì đó, nên là bạn nào đang ở công ty cũ và đang có ý định nên nó là hết tháng 6, hết tháng 7 hoặc là hết tháng 8 năm 2020 tôi phải chuyển sang một công ty mới, thì bây giờ bạn học đi chứ đừng chuyển sang một công ty mới rồi mới học tiếng Anh nhá. Đừng chuyển sang một công ty mới rồi mới học tiếng Anh, được không ạ? Thì đó là lời khuyên của Trang dành cho những bạn nào ấy đang làm công ty nào mà đang nhàn nhạt, có gì đầu năm đầu xuân năm mới tập trung cho mình có một cái mục tiêu gì đó mới thì mình tập trung đi, đừng bỏ lỡ cơ hội nữa. Vì nếu mà không, thực ra thì rất nhiều vị trí có thể chẳng cần học tiếng Anh thì người ta vẫn có thể lương mấy nghìn đô là bình thường, nhưng mà chuyên môn của người ta rất giỏi. Nhưng mà thực ra khi nói chuyện với những người đấy thì người ta vẫn, tức là nhu cầu của người ngày càng gia tăng thì người ta vẫn muốn học tiếng Anh. Thì Trang có một chị chuyên môn về kế toán rất là giỏi, nhưng mà vị trí, bạn hình dung là vị trí của chị ấy làm kế toán trưởng bao nhiêu năm gần công ty cũng khá là to của Việt Nam nhưng không dùng tiếng Anh, nhưng mà bây giờ chị muốn chuyển sang một công ty hãng của nước ngoài mà chị đã làm kế toán trưởng bao nhiêu năm rồi, lương cũng mấy nghìn đô rồi, mà bây giờ chị ấy muốn học tiếng Anh nữa, thì cái trình độ tiếng Anh của chị ấy cần phải đọc thông thạo báo cáo tài chính, email các thứ, thảo luận với các sếp trên, chị cũng thêm không thể làm một vị trí là kế toán viên được, thì cái trình của chị ấy cần bị yêu cầu tiếng Anh nó ở mức level cao hơn, đó level cao hơn là như vậy. Thì chị cần phải đầu tư đối với học tiếng Anh khác hơn so với các bạn cũng là kế toán viên của công ty Việt Nam chuyển sang kế toán viên của công ty nước ngoài nhá. Ví dụ kế toán viên của công ty nước ngoài, nếu như bạn không cần làm việc với trực tiếp với các sếp thì các bạn chỉ cần giao tiếp ở mức độ cơ bản để có thể giải thích cái phần việc công việc của bạn không phải bao quát như kế toán trưởng thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Nên là có thời gian để các bạn làm đi, thì mình có kinh nghiệm về về việc là làm kế toán rồi học tiếng Anh rồi chuyển cái này nọ. Nếu bạn nào đang gặp cái vấn đề đấy thì có thể các bác mình có thể đưa cho bạn một cái lộ trình
liên quan đến ngành nghề đó để các bạn có thể sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả nhất, sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả nhất. Và chốt lại cái lộ trình học tiếng Anh của Trang thì Trang có ba lời khuyên cho mọi người thôi. Trang cũng kết ra ba lời khuyên. Thứ nhất là xác định được mục tiêu rõ ràng cho việc học tiếng Anh của bạn là cái gì, hoặc là cho bất kỳ một công việc gì nào đó không bạn. Nếu như bạn muốn thi CPA, bạn muốn thi ACCA, cái gì đi chăng nữa, cái chứng chỉ hành nghề gì đi chăng nữa nhá, thì bạn cần phải xác định mục tiêu của bạn là nếu GPA thì bạn thi 7 môn, bạn có thi hết được năm nay không, hoặc bạn thi hết được một năm hay không. Thi hết một năm thì bạn phải thi 7 môn, bạn phải dành thời gian chia của nó học từ khi nào, đúng không, để bạn có thể đạt được cái điều đấy. Còn nếu như bạn thi ACCA thì bạn có học được tiếng Anh không, bắt buộc nếu cần tự học tiếng Anh xong rồi học ACCA rồi thì chả cần học TOEIC nữa đâu, thì đủ trình độ tiếng Anh để học ACCA rồi, chỉ cần luyện thêm kỹ năng tiếng Anh giao tiếp là ngon rồi, đúng không? Bạn mà đặt được ra cái mục tiêu của mình là sau bao lâu bạn đạt được cái bằng đấy. Còn bạn cứ bơi trong đó đặt mục tiêu rồi bạn lại fail thì bạn sẽ fail mãi mãi thôi. Thật sự là sẽ fail mãi mãi. Bạn phải có mục tiêu rõ ràng nhá. Nhắc nhá, điều thứ nhất bạn có mục tiêu rõ ràng được không ạ? Mục tiêu càng rõ ràng càng cụ thể thì bạn cái lộ trình của mình để đạt như vậy nó chỉ sai số nhá, sai số nhiều lắm lên đến 10% thôi. Ví dụ là 6 tháng xê dịch ra thêm 6 tháng rưỡi hoặc là gần 7 tháng thôi, chứ fail thành một năm thì quá mất thời gian, đúng không? Fail thành một năm thì quá mất thời gian luôn. Điều thứ hai là đối với học tiếng Anh thì tiếng Anh chỉ là một công cụ của chúng ta để có thể bạn đạt được một cái đích gì đó của bạn được thôi, chứ nó không phải là cái đích đến. Tiếng Anh không phải là đích đến mà nó là công cụ nhá, nó là công cụ. Bởi vì Trang nói là cái kênh của Trang là Trang Andy này này, là thực ra nó là Andy, nó không phải là Andy đâu. Andy là mình đừng viết theo cái kiểu mà họ ngữ điệu tiếng Anh đấy, chẳng Andy, Andy với cả Andy. Andy nghe nó tây đúng không, nghe nó tây thì đó là một cách để lên ngữ điệu của tiếng Anh mà thôi, gọi là chơi chữ một chút chiều. Thì cái chỗ này nó là viết tắt của từ English, English Discovery, tức là tiếng Anh khám phá là tiếng Anh ấy, đúng không? Tiếng Anh này, thực ra tiếng Anh này nó giúp cho mình khám phá ra mình là con người như thế nào, mình nói nhiều, khả năng nghe tốt, âm thanh tốt, mình thích thích nói chuyện, thích giao tiếp, thích gọi là thích giao du, thích đi ra ngoài, thích đi chơi. Nó khám phá được ra con người thật sự của mình là như vậy. Sở thích của mình thì là mình thích chia sẻ, thích nói chuyện. Nó khám phá ra nhiều thứ lắm và mình khám phá ra nhiều kiến thức mới, những bạn bè mới, những điều mới lạ ở cuộc sống. Trước đây mình không không có tiếng Anh thì mình không có điều đó, được không ạ? Đó là sự khám phá, English Discovery. Thì tiếng Anh không phải là đích đến, nó chỉ là công cụ giúp các bạn để các bạn đạt được cái mục tiêu cuối cùng là sau đó nhá. Tiếng Anh nếu bạn muốn đi du lịch thì tiếng Anh chỉ là công cụ cho bạn đi du lịch để bạn khám phá nền văn hóa của những cái nước bạn đến, đúng không? Bạn đã ưa khám phá về văn hóa, lịch sử, địa lý gì đó thì tiếng Anh là công cụ cho bạn làm cái điều đó. Còn tiếng Anh ở với Trang thì nó là công cụ để cho Trang đạt được cái gì thì lần sau mình sẽ chia sẻ, đúng không? Thì lần sau mình sẽ chia sẻ. Và thứ ba đó là học ở đây phải đi đôi với hành là như nào. Hành ở đây là hành ở ngoài môi trường thực tế nhá, chứ không phải là hành ở nhà một mình nói chuyện. Trừ khi bạn nào mà quá quá thể không thể sắp xếp được thời gian thì mình cũng lời khuyên là các bạn có thể tham gia một cộng đồng người nước ngoài nói tiếng Anh với bạn, các bạn nói chuyện qua WhatsApp hoặc là qua chat qua tin nhắn Facebook thì các bạn có thể nói chuyện bằng cách như vậy, nhưng mà vẫn nên đi ra ngoài, đi ra cộng đồng ngoài không? Đấy, như mình nói, kỹ năng nghe của bạn được cải thiện lên rất là nhiều. Đó là ba điều mà mình muốn chia sẻ về quá trình của mình học học tiếng Anh và mình rút ra được cái ba kết luận đấy. Thực ra là còn nhiều nhiều kết luận đằng sau nữa, nhưng mình trước tiên mình đưa ra ba cái kết luận đấy để cho các bạn có thể nhìn và hình dung ra một cách tốt nhất về việc làm sao đặt cho mình cái mục tiêu, cái lộ trình để học tiếng Anh một cách tốt nhất mà thôi, một cách tốt nhất mà thôi. Vì trên fanpage của mình bây giờ thì cũng chưa có nhiều người follow, nhưng mà mình sẽ vẫn livestream trên fanpage, bởi vì bây giờ là Facebook nó public ở trên trang cá nhân rất là nhiều, mình chuyển hết livestream qua fanpage. Và bạn nào mà có nhu cầu lắng nghe, muốn chia sẻ và muốn mình dành cho lời khuyên về học tiếng Anh hoặc là bất kỳ điều gì đó có thể hướng dẫn
lộ trình bạn học tiếng Anh, con bạn, cháu bạn, em bạn thì các bạn cứ contact được với mình. Nếu như là mình có thể giải quyết vấn đề đó cho bạn thì mình sẽ đưa lời khuyên, hoặc mình sẽ có những lời khuyên để hướng dẫn, để giới thiệu cho bạn những người tốt nhất có thể giúp bạn đạt được cái mục tiêu của các bạn. Và cảm ơn bạn là nghe livestream của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. See you, bye bye.